viên có mặt chiều nay là sơn theo cái lời dạy của bậc tiền bối cũ, rồi lo về nhà ghé chùa xưa là tiền cũ. Chúng ta con xin thật lòng tâm tạ tấm lòng của bậc tiền bối cũ, đặc biệt là dành cho con. Sáng nay ở khóa hội chủ đích, chúng tôi đã thuyết về cái đề tài chánh niệm và tỉnh giác. Chánh niệm trong cái phút sáu căn tiếp xúc với sáu trần, và tỉnh giác thì chúng tôi giải thích về bốn pháp tỉnh giác của thiền quán Vipassana. Ở cái khóa hội chiều nay, Bước Sơn chắc chắn là chúng ta sẽ nhắc lại đó. Cho nên chúng tôi quyết định ngay sau khi ngồi trên xe được hàng Phật tử đưa đi một vòng chùa, nhìn thấy các nguyên gốc, chúng tôi băn khoăn về cái đề tài pháp hội sẽ có lên chuyện này tại đây, và cuối cùng quyết định cũng ra nói chúng tôi nhận thấy mình đây là những thiên tài, mới là người như vậy thôi. Nhưng hiện tại cái người muốn có cái gì có cả người biết thôi. Và may mắn chúng tôi đi ngang bé cũng sợ đi ngang con em ấy, chúng tôi có nghĩ về là chúng tôi rất là tâm đó là cái chuyện thực phẩm nó là kinh phẩm. Cho nên nếu bà con ở đây chiều nay, đêm nay, khuya nay hoặc là ngày mai dở lại tâm chi bộ kinh, các vị sẽ thấy rằng có một điều hết sức thú vị. Thì cái bài kinh đầu tiên của mỗi bộ Nikaya đều có một nội dung được xem là sâu thẳm nhất. Ví dụ như kinh Dhamma Nikaya là trường bộ, thì cái bài đầu tiên là sản phẩm nói về 62 quan niệm duy kiên của chúng sinh trong đời. Khi Phật thuyết kinh này, 1000 vũ trụ được rung động. Trường hợp thứ hai là bài kinh đầu tiên của Đức Phụ Kinh, đó là bài kinh Pūnaparīya xuất phát ở trên các bản pháp môn. Ở bài kinh này, Đức Tôn nói đến 21 cái quan niệm lượng chấp của Phật Phu nhằm giúp đỡ, hỗ trợ cho 21, hỗ trợ đến 500 vị tỳ kheo xuất thân và là một tinh thông tâm đại đà, có lòng kiêu ngạo, có chịu lắng nghe cái pháp. Và ở cái bài ở cái bộ Sanyutta Nikaya là tương phục kích, thì cái bài kinh đầu tiên chính là bài kinh tự phục lưu, và những bài kinh này cực kỳ sâu thẳm. Nếu ai từng theo dõi bất kể cũng đại online của chúng tôi sẽ có dịp nghe lại bài kinh đó. Và tiếp theo đó là tập chi phục kinh. Cái bài kinh đầu tiên chỉ có một dòng thôi, trong tập chi phục kinh bài kinh đầu tiên có một dòng thôi, và khi mà parakali bài kinh đó là sati sata aha rakika, tất cả chúng sinh trong đời này từ phạm thi cho nên các bản địa mục cho nên con ông cai kim đều sống còn nhờ vào các phẩm. Bài kinh chỉ có một câu cái pali của chúng tôi không nhiều hơn, nhưng mà vì đâu mà chúng tôi nói rằng bài kinh đó được xem là cái quan trọng bậc nhất, là bởi vì thế này, cái chữ thực phẩm ấy, ở trong tiếng pali nó là aha đấy, nó từ cái gốc của động từ là aha aha tiếp có nghĩa là mang lại. Thì cái aha đó nó có cái nghĩa đen và nghĩa bóng là cái gì mà nó mang lại sự sống cho thế giới thì đó thì gọi là thực phẩm. Cái gì nó đem lại nguồn sinh lực, cái gì nó tạo nên cái khả năng hoạt động cho toàn thế giới thì đó thì gọi là thực phẩm. Dù về tinh thần hay vật chất, nói như vậy có nghĩa là cái chuyện thực phẩm nó trong thực phẩm là nghĩa rất là rộng, bao gồm tất cả những gì nuôi dưỡng thể xác và tâm linh của chúng ta, đặc
biệt trong buổi dạy chiều nay thì Đức Chúa Trời tôi sẽ nói nhiều về bốn thứ thực phẩm để Đức Phật nhận ra trong kinh. Đó là thực phẩm thứ nhất, nó chính là toàn thân. Thưa quý vị, chúng tôi đoán chắc một điều, không có một cái động vật nào trên toàn cái hành tinh này là phải sống còn không nhờ vào các cái nguồn yếu tố. Trong đó có hơn 7 tỷ nhân loại. Cho dù chúng ta là một đứa bé trong bụng mẹ hay là một ông cụ 90 tuổi đang ở trong tình trạng hôn mê, sâu, thì dù một đứa bé trong bụng mẹ hay là ông cụ 90 tuổi đang sống bằng những sức những cái loài thọt, thì tất cả đều phải nhờ vào cái nguồn yếu tố đưa vào từ bên ngoài. Và tất cả chúng ta ngồi ở đây chắc chắn phải đồng ý với chúng tôi một điều, đó là tùy thuộc vào cái môi trường sinh trưởng, môi trường có mặt của chúng ta đang là ở đâu, mà chúng ta có một cái nguồn thực phẩm thường khi cùng nhau. Người miền Tây Việt Nam hơi có chút khác so với người Sài Gòn, người Sài Gòn hơi có một chút khác so với người miền Trung, miền Bắc. Người Việt Nam trong nước và ngoài nước, rồi thì người Mỹ, người Nhật, người Ý, người Pháp, người Do Thái, người Bồ Đào Nha, mỗi dân tộc có một cái kiểu ăn uống sinh hoạt, nhà ở khác nhau. Và có một chuyện ta bắt buộc phải đồng ý với nhau, đó là cái khí hậu, thời tiết, điều kiện thổ nhưỡng, điều kiện thiên nhiên ở mỗi vùng nó có một cái tác động nhất định lên cây cỏ và các loài thực vật, động vật ở với mỗi địa phương. Và chính cái sự khác biệt này nó tạo nên những cái nguồn dinh dưỡng không giống nhau. Từ cái chuyện cái nguồn dinh dưỡng không giống nhau cho nên cái cơ cấu sinh học ở mỗi dân tộc có những chuyện khác. Chẳng hạn như chúng ta biết rằng trên đại hàng là cái giống cây giống cây đặc biệt nhất thế giới, khi mà họ có một cái tuyến biểu bì là cái lớp da ngoài không có giống cây tầm ở trên thế giới đó. Cho nên cái người đại hàng đó, cái cách họ chảy mồ hôi ít hơn những khác. Người đại hàng thích ăn chim chi, thích ăn đồ nước và hải sản. Người Nhật thích ăn cá sông. Người Việt Nam thì ba miền có thích ăn khác nhau. Từ đó, từ thức ăn nó tác động lên thể tạng, tôi nói chậm nha, từ thức ăn nó tác động lên thể tạng, từ thể tạng nó tác động lên não tạng, và não tạng nó tác động lên tâm tạng. Cho nên cái cách nghĩ, cái cách suy tư và lối sống, cái cách hành xử thường nhật của cái người dân xứ Đông nó không giống với người dân xứ Lạnh. Người dân Bắc Âu không giống người Đông Âu, người Đông Âu không giống người Nam Âu, Trung Âu. Người Châu Á với nhau, người Trung Á không giống người Tiểu Á, người Tiểu Á không giống người Nam Á, người Nam Á không giống người Đông Nam Á. Là vì đâu? Là bởi vì khí hậu và các nguồn dinh dưỡng trong đời sống không giống nhau nha. Cho nên chuyện đầu tiên Đức Phật ngày ngày nhắc đến một cái thứ còn rất là dễ hiểu, đó là đoàn thân. Đối với một hành giả tu tập tứ niệm xứ, dầu tăng viên hay là cư sĩ, dĩ nhiên chúng ta chỉ cần đến một cái nguồn thực phẩm đơn giản nhất như là có thể nha. Chúng ta có những cái ăn ngon, nhưng có một điều, trong những cái điều kiện hỗ trợ cho chánh niệm, cho cái công phu tu tập thiền quán, đó chính là thực phẩm thích hợp. Nếu thực phẩm không thích hợp thì chắc chắn cơ thể của chúng ta có vấn đề. Tôi nói rồi, thể trạng có vấn đề, tâm trạng và não trạng cũng có vấn đề. Cho nên chuyện đầu tiên đó là tùy thuộc vào nhiều cái bối cảnh khách quan, chủ quan, nội và ngoại, mà chúng ta có một cái nguồn thực phẩm khác nhau, và từ đó chúng ta cũng có một cái sức khỏe không giống nhau. Ở đây hành giả tu tứ niệm xứ không phải đặt vấn đề ngon hay dở, mà là chỉ nhắm đến cái nguồn thực phẩm nào thích hợp cho mình. Người Việt Nam khác người Âu Mỹ điện, đó là người Âu Mỹ họ xem cơ thể của họ giống như một cái công thức, cái gốc cây, cần tưới nước thì tưới nước, cần phân thì dùng phân, còn người mình thì khác. Dễ có tiền thì đâu gì bổ thì dọn vô, các vị ý có phải vậy không? Ngày nào nghèo thì gọi là rau luộc nước tương, khi có tiền rồi thì yến xào cứ dặn vô những tiền nào mà đi nào thì thôi. Phật pháp cũng vậy, cách học
ta là muốn học nhiều, học giỏi, mình quên là cái khả năng tiêu hóa lên đâu rất quan trọng. Cái chuyện thứ hai, cái thứ tư thứ hai đó là xúc thực. Đây là cái bài chúng tôi đặc biệt rất là tâm xúc lệ. Có rất là nhiều người có học A thì đời hay không học A thì đời cứ nghe đến xúc là họ mò đến cái bên đi là fast track, mà lại không có tiếng Anh là chỉ là thậm chí là chào. Nhưng mà thật ra cái chữ xúc ở trong A thì đời nó không phải là thậm chí mà nó là gathering. Gathering có nghĩa là tập hợp căn cảm thức nó gom khối lượng với nhau là xúc. Cái chữ xúc này phải là chào, xúc này là sự tập hợp, sự hợp mặt của nhiều thứ rời rạc thì gọi là xúc. Tôi biết có nhiều vị Phật tử ngồi ở đây rất là khó chịu và rất là ngạc nhiên khi nghe chúng tôi nói rằng toa bộ vũ trụ này chỉ nằm trên chữ xúc mà thôi. Đó là từ trong bụng mẹ cho đến lúc vào quan tài, từ đầu ngày cho đến đêm. Chúng ta có sáu căn, chúng ta đời sống của chúng ta chỉ là a đủ các vị là đã tắt hoa tiền nhé. Tôi nói có tiền không, tôi xin lỗi cả con tưởng con tự hai ngày tôi cãi nhưng tôi nhắc lại từ ở trong bụng mẹ cho đến 90 tuổi nha, nam phụ lão công, rồi thì từ lúc đầu ngày cho đến lúc chúng ta đi vào giấc ngủ ban đêm, sáu căn của chúng ta không bao giờ ngừng làm việc trong kinh Phật dạy. Con chim, con cá, con trồ, con cáo, con rắn rất là tâm lại khi nhốt nó vào chỗ thì cứ mà có điều kiện thì con chim lập tức nó bay về trời, con cá lập tức nó đi về nước, trồ cáo thì về hang, rắn rít thì tìm về đất, về hang nó cũng về. Sáu căn của chúng ta luôn luôn cái trong tình trạng làm việc khẩn trương, làm việc cái gì cũng được thôi. Ví dụ như các vị nói với chúng tôi rằng các vị đang nghe pháp nhưng mà phải nhận rằng lỗ tai các vị luôn luôn ở trong tình trạng nghe thêm những gì mà ngoài lời chúng tôi nói với quý vị không. Các vị nói với chúng tôi rằng các vị đang nghe pháp nhưng mà các mắt các vị sẵn sàng vào việc chốt ra cái gì nhìn được nên người ta đảo nó lường nó biết hay nó mất kệ. Các vị nói với chúng tôi rằng các vị đang dùng lỗ tai để nghe pháp nhưng thật ra lỗ của các vị đang phân biệt được rõ cái nào là cha đen, cái nào là quý chi, cái nào là xa xì, nó đang tạo ở đây. Các vị nói với tôi rằng các vị đang còn nghe pháp nhưng mà các vị rất kịp thời để mà ghi nhận những cái hứa, những cái số, những cái nông, những cái lợi. Các vị nói rằng các vị đang còn nghe pháp nhưng mà cái đầu các vị lo niệm đến những gì các vị đang nghe chúng tôi nói nó chỉ là một phần của sự hiện hữu. Trong khi đó cái đầu các vị vẫn không ngừng lo niệm nghĩ đến những cái nằm ngoài thời gian của chúng tôi. Nói như vậy có nghĩa rằng là từ xa cho đến tối sáu căn của chúng ta luôn luôn trong cái tình trạng làm việc khẩn trương nhất như có thể. Mà sáu căn là gì? Sáu căn tức là cái sáu căn không phải chơi khơi như là mắt tay của lưỡi mà nó làm được việc, mà nó phải có mắt, có cái để nhìn và có cái biết của mắt, căn cảm thức cộng lại như là cái gọi là hoạt động thấy hay là nhìn. Hôm nay chỉ có một chuyện rất là ngắn, rất là nhỏ về A Di Đà thôi. Ai đó có một chút ít về A Di Đà cũng thấy rằng là mở cái biểu đồ A Di Đà lên mình thấy bên tay trái là tròn tham quan tâm, bên tay phải bên trên gồm có 52 tâm sở tức là thuộc tính của tâm, và bên dưới là hai tâm sở pháp tức là bốn đại cộng với 24 sở pháp liên kề. Nhưng mà các vị có ngạc nhiên không? Khi mà chúng ta cần giáo lý này là đề đào nói rằng nguyên một nửa bản thiên chi pháp 100 căn móng tâm gồm lại chỉ có một
đó là be ngô miệng. Thứ nhất là thế học ăn thì đào sơ cơ thì mình sẽ chấp vào một số 121 hoặc là 89. Nó đến tâm pháp mình thấy rằng nó là tâm 121 hoặc 89 cộng với tâm nghi nè, nhưng mà ở cách nối tốt rắn thì toàn bộ 121 tâm nó chỉ là một, đó là cái ít. Sở dĩ đó gọi là tâm phàm, tâm thánh, tâm thiện, tâm ác là vì dựa vào ba cái tiêu chuẩn sau đây. Thứ nhất, cái biết đơn giản đó, cái đe vô biên của nhắc lại 121 đó, gồm là chỉ bằng số 1. Số 1 nó biết nghĩ cho là đe vô biên, đó là cái biết đơn giản. Cái biết đó tự thân nó không phải là phàm, không phải là thánh, không phải là thiện, không phải là ác, không phải là tham, sân, si, mà nó chỉ là biết đơn giản thôi. Có một điều sở dĩ mà nó được gọi là tâm này tâm kia là bởi vì đe vô biên tức là cái biết đơn giản cộng với một lô tâm sở mà người nghĩ gọi là mental. Tức là con sở tức là cái thành tố hay là cái điều kiện tâm lý đi kèm với cái bè của mình đó. Thì biết cái này rất là khô, nhưng mà vì tôi nghĩ đến hai đối tượng, một là những ai có học ăn thì đào đang ngồi ở đây, hai là những người nghe lại ban giảng chiều nay, hai thế là tôi tập cắt ra đá cũng có thể hơi chuyên một tí nha. Toàn bộ ngôn ngữ chúng ta đều là tổng thống, thủ tướng, giáo hoàng hay ngài thì vua chủ đề thì đời sống tâm lý mình chỉ là cái biết cộng với tâm sở ý vậy thôi. Nhưng mà sẽ diễn ra được là tâm thiện tâm ác thì như tôi vừa giới thiệu nó dựa vào ba điều kiện một. Cái kè thông tin đó, cái biết đơn giản đó, nó cộng với tâm sở nào? Thứ hai, tụi nó cộng lại với nhau mà để biết cạnh gì? Ba, cái tâm đó nó dựa vào cái căn nào trong sáu căn. Ví dụ như cái biết mà nó dựa vào cái thần kinh thị giác để biết cảnh sắc, ta gọi nó là tâm tâm nhạc thức. Cái biết mà nó dựa vào thần kinh thính giác để nó biết cái cảnh âm thanh thì ta gọi nó là tâm nhị thức, là tứ thức. Và tôi đang nói đến một cái phẩm thứ hai đó là xuất thực. Trước khi nói rằng xuất thực, tôi mới đi một phần lớn để quay về cái đề chính là xuất thực. Xuất thực là sao? Toàn bộ đời sống của chúng ta, vui buồn sang hè quý tiền đều đơn giản là những cái giây phút tiếp nối nhau của sáu căn trong cái sáu tầng cái khác nối nhau mới tồn tại. Tôi nói là chỉ bị một sắc nữa. Bất cứ cái gì nó chỉ được gọi là cảnh sắc khi mà nó được con mắt biết. Tôi hỏi quý vị nha, cái tờ giấy này là cảnh gì trong sáu tầng? Tôi thấy mặt người mở và tạo một nghị lực có áo vàng của mình, áo vàng. Tôi hỏi cô tôi mình áo vàng, tôi hỏi cái miếng giấy này là cảnh gì của nó, là cảnh sắc có đúng không? Tôi xin nói rõ, tôi bỏ ra, tôi bỏ luôn. Cái này nó chỉ được gọi là cảnh sắc khi nào được mắt biết. Bây giờ nó là cảnh gì? Nó là cảnh tâm. Nếu tôi biết nó bằng lưỡi thì nó là cảnh. Nếu tôi biết nó bằng xúc giác thì nó là cảnh. Nếu tôi biết nó bằng sự suy tưởng, nó là cảnh pháp. Nghe chừng chưa? Như vậy thì cái khác là nó phải là sáu tầng không? Yes. Mặt trời cũng vậy, mặt trời xa chúng ta lắm nhưng mặt trời là trời nào cũng sáng trời. Thứ nhất mình thấy được mặt trời không? Mình có thể nhìn thấy được không? Như vậy thì mặt trời là cảnh sắc. Rồi tiếp theo chúng ta thấy nghe được gì từ mặt trời không? Không. Cái chúng ta thấy ngửi nếm sợ trời không? Không. Nhưng mà chúng ta thấy suy nghĩ về mặt trời không? Được. Như vậy thì mặt trời nó không phải là sáu tầng mà nó chỉ là hai tầng, tức là cảnh sắc và cảnh pháp. Nghe hiểu chưa? Đấy. Như vậy thì cái gì đó chỉ được gọi là cảnh xúc khi mà nó là đối tượng của xúc giác. Cái gì đó nó chỉ được gọi là cảnh thinh khi nó là đối tượng của thính giác. Cái gì đó chỉ được gọi là mùi hay là cảnh khí khi nó là đối tượng của hương giác. Còn cái gì đó không thể được nhận biết bằng sáu
căn vật chất mà chỉ có thể nhận biết được bằng cái ý thức, cái giác quan thứ sáu, thì ta đè gọi nó là cảm pháp. Như vậy thì cái thức ăn thứ hai chúng sinh trong đời là xuất thực. Xuất thực ở đây nghĩa là sao? Không có một phút giây nào mà sáu trần sáu căn nó không có gạo lòng thì trong cái thực tập của chúng ta. Tôi hỏi các vị một lần nữa, khi các vị ăn cơm có phải là sáu căn làm việc không? Khi các vị nghe nhạc, xem phim, khi các vị đi câu cá bắn, khi các vị đi massage, khi đi đánh góp, các vị bơi lội, các vị chạy bộ, có phải là sáu căn làm việc không? Dạ. Nói như vậy có nghĩa là từng giây cũng hiện hữu của chúng ta từ từng cái mặt cách làm việc của sáu căn đối với sáu trần. Và cái sự gặp gỡ giữa căn trần và thức được gọi là xuất. Nói lên chuyện thích tầm quan trọng của xuất quan trọng ghê lắm. Các vị nói với tôi là các vị đang ngồi thiền, thực ra lúc đó là sáu căn các đang làm việc đó. Các vị nói với tôi là các vị đang đánh bài, các vị đang nhậu nhẹt, các vị đang ngồi thiền, các vị đang tụng kinh, các vị đang ngồi luận đạo, các vị đang ngồi làm việc gì đó trong bếp ngoài vườn, tất cả những hoạt động đó chỉ là những cái những khoảnh khắc mà sáu căn làm việc thôi nha. Và cái giây phút đó chính là cái giây phút mà căn trần thích gặp nhau, để đó chính là xuất, chỉ còn cái gì nữa. Vấn đề nó nằm ở chỗ này, nếu có một ngày mà quý vị nói với tôi rằng tu hành là một quá trình, làm quá trình tu tập với một kỹ thuật có đúng không? Tôi nghĩ không có sai. Nếu các vị đã tu hành là theo giới định tuệ, tu hành là theo bát chánh đạo, tu hành là theo ba bảy tập trợ bồ đề, đúng. Nhưng nếu một cái vị nghe có cái vị đã tu hành tức là một chuỗi thời gian làm việc với kỹ thuật không sai. Tôi ví dụ ngày xưa chỉ biết đạo, chúng ta chỉ biết làm theo cái gì mình thích, lúc đó là buông trôi thả nổi sáu căn. Bây giờ biết đạo rồi không chạy theo cái thích mà chỉ quan tâm đến cái cần, cái phân biệt là cái thích và cái cần đó. Ai thích đi shopping thì biết thì thích cái cần, hầu hết mua toàn là cái thích không. Cho nên hồi xưa khi biết đạo thì mình để sáu căn của mình nó chạy theo sáu trần, mà mình thích biết đạo rồi thì chỉ dùng sáu căn để làm việc với những cái trần nào cần thiết mà thôi. Tu một thời gian nữa thì chỉ để sáu căn biết những sáu trần nào mà tối cần. Các vị có phân biệt được chỉ cần thiết mà tối cần không? Cần thiết nó bao gồm những thứ không có cũng được, nhưng mà tối cần là chỉ gồm những thứ không có chết liền nha. Cho nên nói là tu hành là một quá trình làm việc với sáu suất không hề sai. Cuối đầu lấy sáu trần mà mình thích là cái đối tượng chủ yếu để mà theo đuổi, để mà trốn chạy, trốn khổ tìm vui, nỗi khổ niềm đau chúng ta lúc bây giờ gói gọn cũng đều trở thành bệnh căn ghét. Nhưng rồi có một ngày chúng ta biết đạo, chúng ta hiểu được nhiều hơn thì chúng ta thấy rằng là chạy theo cái mình thích, trốn chạy cái mình ghét và cả một cái sự ngu xuẩn và ngỡ ngàng. Vì sao? Vì chạy theo cái mình thích mà không được là khổ, có lòng trốn chạy cái mình ghét mà không được cũng là cái khổ. Nó ở thời pháp vừa qua thì điên nó xảy ra ở Biên Hòa rồi. Khi ngồi thiền mong thì sư gõ khách để kết thúc giờ thiền, mong mà không thấy thầy gõ khổ, ngồi mong có gió ở trên cho mát, chờ hoài thấy gió đến khổ, mong cái cơn đau từ tối ở lưng mình sớm qua đi, nhưng mà nó liền không chịu qua khổ. Mà kỳ lắm quý vị, cái gì mình càng trông nó đến thì nó sẽ lâu đến và nó rất mau đi, mà cái gì mình có lòng trốn chạy nó thì nó thường mau đến và nó rất là lâu đi. Theo tình tình phụ phụ tình tình theo, công thức này không hề sai đối với thực giả đời kỳ như vậy các quý vị nha. Cho nên xuất thực nó chính là một cách nói của Đức Phật về cái bản chất thế giới. Ngài nói rằng các con có là Phật thiên, các con có là con ông cái kiến, thì toàn bộ đời sống của các con chỉ là một chuỗi dài những giây phút của những bản cách mà khó khăn nó làm việc với sáu trần thôi. Và chính vì cái sự tiếp xúc đó nó làm nên cái được gọi là đời sống của các con, đây chính được gọi là xuất thực.
có nhiều người hiểu lầm, hiểu xúc ở đây có nghĩa là sự sợ chào. Có người hiểu họ hiểu lầm, xúc ở đây có nghĩa là cái sự gặp gỡ đơn giản trong ngoài đời. Nhưng mà thật ra cái chữ xúc ở đây nó bao gồm cả cái khía cạnh chân đế và thực tế. Khía cạnh chân đế đó là sự gặp gỡ giữa căn và xúc trong trường hợp xóa căn và bị sản phẩm. Nhưng mà cái chữ xúc đây nếu mà nó theo thực tế còn bao gồm cả trường hợp những người nào đã thường gặp, những sách báo nào đã thường đọc, những nơi chỗ nào đã thường lui tới, những đề tài suy tư nào mà thường trở thành thao thức, tất cả những cái đó cũng nằm trong cái điều khoản gọi là xuất thực. Các vị nghe chuyện không? Ví dụ như bây giờ đã tin vào chùa Phước Sơn, mình đi khắp nơi mình thấy thiền viện có quá nhiều thiền thất, có quá nhiều phật cảnh đẹp thì có đẹp. Nhưng mà quý vị mới đánh chắc với tôi là ai nhìn những cái góc thiền, nhìn những phật cảnh đó có cùng một suy nghĩ và tâm trạng giống nhau hay không? Chắc chắn phải không? Là vì sao? Vì cái nền tảng đạo tâm của chúng ta không giống nhau, nền tảng niềm tin của chúng ta không giống nhau, nền tảng trí tuệ của chúng ta không giống nhau, tức là nền tảng tốt duyên của chúng ta không giống nhau, cho nên nền tảng khác biệt tập. Thì những gì chúng ta thấy, chúng ta nghe, chúng ta ngửi, chúng ta cảm tưởng trong thiền viện Phước Sơn này chắc chắn không giống nhau. Cho nên cũng hành giả tứ niệm xứ phải thường xuyên tâm niệm rằng những gì được sáu thức biết thì nó chỉ là sáu trần, những gì biết được sáu trần thì nó chỉ là sáu thức, thì nó chỉ là những cái bộ phận lắp ráp để làm nên cái gọi đời sống của chúng sinh. Chỉ vậy thôi, mọi thứ do duyên mà có rồi phải mất. Buổi đầu chúng ta biết được điều này qua kinh sách, qua những gì chúng ta đọc, chúng ta nghe, qua những gì chúng ta suy nghĩ và lý luận. Nhưng rồi thì qua tháng, qua ngày dài khắc rộng, qua cái kinh nghiệm của hành giả sống cỏ sát ba chặt với kinh nghiệm chánh niệm, chúng ta sẽ tự thúc nhận ra rằng đúng như vậy. Vạn thử ở đời chỉ gói gọn trong ba số sáu: sáu căn, sáu trần và sáu thức. Mọi thứ do duyên mà có rồi phải mất. Đã được xuất hiện. Chiều nay cái mưa chiều khiến một số hành giả cái tích thu thế là một ngày năm đã qua đi. Nhưng cái mưa chiều nay chắc chắn là một số hành giả không thích gọi để đi lại trong chùa hay khó. Và cũng cái mưa chiều nay thì kiến trúc sư các căn phòng tốt, hành giả có khá áo thi sĩ ở phía buồn. Và cái mưa chiều nay cũng là một số hành giả không thích thú từ sáng nay mới vừa một mớ rau hoa tất cả như vậy. Cho nên cái thái độ chúng ta có sáu trần, cái thái độ chúng ta có sáu trần rất quan trọng. Có quan trọng ở điểm đó là thế giới này nói chính là những gì chúng ta cảm nhận. The world of what we see, thế giới này chính là cái gì mà nhìn thấy, cái kiểu hành nhìn thấy, cái là thể trạng, cái não trạng, cái tâm trạng của anh, nó chính là cái nền tảng để mà tự đạo anh đánh giá và nhận thức gì cơ. Rất quan trọng. Và chính vì nhìn thấy những chỗ này, cho nên Đức Phật đã dạy rằng thái độ khôn ngoan nhất, cần thiết nhất để nhận xét thế giới chính là chánh niệm. Bởi vì chỉ có chánh niệm chúng ta mới còn có cái nhìn thiên lệch về thế giới. Không có chánh niệm chúng ta sẽ chạy theo cái thích và đi trôn cái là ghen. Mà trôn là sanh, mà theo là tham. Tham và sanh ở đây được Đức Phật gọi trong kinh Tứ Niệm Xứ là tham ưu. Này các vị theo, đây vị đi theo tinh cần thực chất chánh niệm. Xong qua thân tinh thần cái chuyện từ tham ưu ở đời. Tham hay là gì? Là cái lòng theo đuổi sáu trần. Ưu là gì? Yêu ưu là cái tâm trạng bất mãn của sáu trần nha. Cho nên khi xuất thần đó là một vấn đề rất là lớn. Nó lớn đến mức mà chúng ta hoàn toàn có thể nói rằng toàn bộ đời sống của chúng ta chỉ nằm trong sự xuất mà thôi. Và cái loại thứ thứ ba đó là tư tình. Cái kiến thức nhận thức này được biết đầu tiên là Sacchitana, cũng đồng nghĩa với Chitana. Chitana là sao? Người biết thì là Buddhist. Ở đây trong buổi giảng chiều nay thì Thượng 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 Sơn tôi cũng nghĩ được cái chữ dịch mới cho cái Chitana, đó là theo chủ ý hay là chủ đích. Có rất nhiều người Việt Nam bị lầm A Di Đà
cứ chỉnh cho nó ra là tư theo tàu. Thật ra chữ tư này hay quá hiểu, nhưng mà nếu mà chúng ta chuyển sang chữ khác thì ta đang cần của cái từ Việt Nam thôi. Cho nó ra có nghĩa là chủ ý. Có người vào cái chuyện này để nghe pháp, đó là chủ ý. Có người vào cái chuyện này vì nghĩ rằng một lát ở đây sẽ có một cái thời khóa thiền tọa tại chung, đó là chủ ý. Có người vào trong cái chuyện này có phải đến học thiền chứ phải đến nghe pháp, là vì họ thấy hấp cao lên còn đâu vui rất là chen lên, đó cũng là chủ ý. Có người lên cái chuyện này vì không biết đi đâu trong buổi chiều mưa này, đó cũng là chủ ý nha. Và ở cái loại thực phẩm thứ ba thì còn phải giải rằng toàn bộ thế giới này sống hoàn toàn bằng thứ thực phẩm thứ ba, đó là chủ ý. Chứ không có sai. Bởi vì sao? Bởi vì ở đây nếu có ai từng học A Di Đà về 12 duyên khởi thì sẽ nhớ rằng Đức Phật từng dạy do vô minh trong vô đế không thấy được rằng mọi hiện hữu là khổ, đó là vô minh tâm trong khổ đế. Thứ hai, không hiểu rằng những gì ta thương thích trong đời nó đều nằm trong khổ, nên ta thích cái gì cũng là thích trong khổ. Khi ta thích trong khổ có nghĩa là ta đang đầu tư cái khổ lên. Đây là sự thật thứ hai tập đề. Thứ ba, muốn thoát khổ thì chúng ta phải cần đến cái sự phát mạng của cái niềm đam mê để chính là diệt đế. Và con đường dẫn đến cái sự phát mạng đó của tập đế chính là bản thân đạo tức đạo đế. Chính vì vô minh trong bốn đế cho nên chúng sanh trong ba đời, trong ba đời đau khổ mới trốn khổ tìm vui bằng cách tạo các nghiệp thiện ác. Thì các nghiệp thiện ác nói rốt ráo chính là tâm sở tư trong A Di Đà. Các vị ngồi đây cũng tin nghe pháp, các vị ngồi đây mục đích lát nữa ngồi thiền với đại chúng, các vị ngồi đây thì không biết đi đâu làm học tập là, thì mỗi một cái chủ ý đó được gọi là tư. Các vị tưới cây vì muốn có hoa đẹp của Phật, đó là chủ ý. Các vị tưới cây với chủ ý có hoa đẹp để được chứng thực Phật, đó là chủ ý. Các vị tưới cây vì cái cây nó có hoa hơn và nên cái kinh hành nó sẽ làm mình dễ chịu, đó là chủ ý. Các vị tưới cây thì đó là nó ra thơm, không phải là ăn mà rất là cần, đó cũng là chủ ý. Như vậy thì chỉ riêng cái động tác tưới cây thôi, mỗi người cũng chủ ý khác nhau, và chính cái chủ ý nó đưa chúng ta về những phương trời biên biển nó ba khỏi trong lúc. Các vị có nghe chuyện không? Sáng nay trong buổi giảng chủ đức tôi nói chuyện này, đời sống của chúng ta mỗi ngày nó là những cái khoảnh khắc chúng ta hít vô thở ra, chính là những khoảnh khắc chúng ta bước đi ngồi xuống đứng lại và nằm, chính là những khoảnh khắc buồn vui thiện ác, chính là những khoảnh khắc mà chúng ta ăn uống nhai nuốt nói cười. Có một vấn đề lớn ở đây, đó là người không có tu hành thì hít ra thở vào chỉ là hít ra thở vào, người không có tu tứ thiền sư ăn chỉ là ăn uống chỉ là uống, không có cái gì hết. Nó chỉ là một cái hoạt động rất bình thường và vô nghĩa, tẻ nhạt vô vị thôi. Nhưng nếu chúng ta làm giả tứ thiền sư, chúng ta thở ra thở vào chánh niệm, như vậy chỉ riêng việc thở đó nó đã được thực hiện bằng một chủ ý đẹp, có phải không? Có nghĩa là nếu mà mình làm làm giả của tứ thiền sư thì mỗi hơi thở ra vào nó được chúng ta thực hiện bằng một chủ ý đẹp. Nếu chúng ta là hoàng giả tứ thiền sư thì chúng ta ăn nước chúng ta biết mình ăn nước, chúng ta đói chúng ta biết mình đói, chúng ta ăn chúng ta nhai chúng ta nuốt, tất cả mọi cái đại quay nghi tiểu quay nghi đều thực hiện bằng chánh niệm và trí tuệ. Thì mọi cái cử động lớn nhỏ đó nó đều thực hiện bằng những chủ ý mà nhắm đến giải thoát. Còn nếu như mà những cái hoạt động lớn nhỏ đó mà nó thiếu về tâm an, thiếu chủ ý đẹp, thì nó chỉ là cái sinh hoạt của cái loài chúng sanh cõi chung thôi.
Cho nên cái chủ ý đề rất là quan trọng, cái chế tạo ra rất là quan trọng. Cũng ăn uống nhai nuốt nói cười buồn vui, nhưng chúng ta thường xuyên sống trong cái tâm trạng nào thì chính cái tâm trạng đó sẽ đưa chúng ta đi về một phương trời tương ứng. Đó là lý do vì đâu mà Đức Thế Tôn dạy rằng cái loại thực phẩm thứ ba rất là quan trọng, đó là tư niệm thực. Tư niệm là đây chính là chủ ý nha. Chúng ta nói thiền, các vị đừng có buồn vì thuyết pháp nó nói thiền chứ thuyết pháp nó nhập nó thiền. Phải nói rằng là tôi không tin tất cả hành giả ngồi ở đây đến đây tu học ở thiền viện này có cùng một chủ ý giống nhau. Ở đây tôi không nói nó tốt và xấu, tôi chỉ nói giống hay không thôi. Cho nên nếu vị nào có thể tâm lắng nghe buổi giảng chiều nay của chúng tôi nên về là thôi nghĩ lại một chút cái chủ ý của mình khi có mặt ở thiền viện là cái gì. Từng hơi thở của mình, từng miếng ăn của mình, từng giọt nước của mình sử dụng trong thiền viện này đã được chúng ta tận dụng nhằm đến cái chủ ý gì. Chính cái chủ ý đó là cái con đường mà chúng ta sẽ đi. Đó rất là quan trọng. Đừng có nghĩ rằng ở trong thiền viện là tu. Thế các vị có nghe chuyện không? Đừng nghĩ rằng ra trong thiền viện là học giả ráo nào. Đừng có tưởng rằng leo ngay ngồi nói bu bu ba ba là học sinh hết. Chưa chắc. Cho nên là khi chúng ta đã làm cái chữ ý nó rất là quan trọng. Tại sao chúng tôi ngồi đây chúng tôi muốn nói cái gì và tại sao chúng tôi lại nói? Đó là chủ ý của chúng tôi. Tại sao chúng tôi lại chọn đề tài A mà không chọn đề tài B? Đó là chủ ý. Và từng người ở đây ngồi chú lắng nghe chúng tôi nói, các vị lắng nghe bằng tâm trạng nào, đó là chủ ý rất là quan trọng. Cũng là một công đức giống nhau, nhưng có người thì làm công đức đó với cái chủ ý là trở thành một vị chánh đẳng chánh giác. Cũng công đức đó có người họ thực hiện với cái chủ ý là trở thành tập giác thành phật của mình không độ ai hết trên con thang chữ vuông tròn. Cũng công đức đó có người nhắm đến quả vị thiên văn trên cẩn thận dưới cũng có thể có tròn nha. Cũng với công đức đó có người thực hiện món quả nhân thiên. Cũng công đức đó có người thực hiện không với niềm tin mà chỉ mong cầu danh cầu lợi. Tất cả đều chú ý hết, chú ý hết. Cho nên nếu chiều nay có người hỏi quý vị toàn bộ Phật pháp nhắc đến cái gì thì quý vị hoàn toàn có thể nói rằng toàn bộ đời của chúng tôi toàn bộ Phật pháp chỉ nói một việc đó là sống làm sao thích hợp để sống làm sao được sáu suất ngàn tôn thân. Sống với suất có chọn lựa chứ không phải có chọn đường. Rồi chúng ta cũng có thể nói toàn bộ đời tu chỉ là những giây phút mà chúng tôi lựa chọn những cái chủ ý. Cũng làm một công việc đó nhưng mọi người cũng hít thở, cũng đi đứng nằm ngồi như với chủ ý gì. Các vị có nghe chuyện không? Tôi quý tôi nói là chậm. Bây giờ tôi già 50 tuổi hơi nghe phổi nhỏ. Tôi không nói nhanh như ngày xưa. Đó cũng là cái lợi khi tôi được thức bắt. Nó khổ một đầu, nó chậm một đầu buồn ngủ. Tôi thấy là chúng bắt đầu có lẽ là chiều mưa đừng là buồn xưa tất cứ chủ ý. Và cái loại thực phẩm thứ tư chúng ta đã bao lâu rồi một tí này trước 6 giờ nghỉ 6 giờ nghỉ dạ con đi sớm đi bộ mặt xô nghe. Và cái loại thực phẩm thứ tư là gì? Loại thực phẩm thứ tư là thức thực. Trước khi nói là loại thực phẩm thứ tư tôi sẽ tạo một việc hơi sâu chút, đó là mỗi quý vị các vị có còn nhớ ba thứ của chúng ba thứ mà chúng tôi vừa dạy từ nãy giờ không? Tôi đi một cái trận đấu đặc biệt vô cùng, chẳng hạn như là bồ câu, chẳng hạn như bồ câu chúng tôi, các vị còn nhớ ba cái điều ba thứ mà chúng tôi vừa dạy không? Cả một rừng người mà cái số là gặp để trận đầu tay trách gì mà bao năm tuổi chẳng biết bài. Ok, tôi là những quý vị
tôi đang nhắm đến những người nghe lại nha. Rồi cái phần thứ tư là gì? Khi mà chúng ta có chủ ý, khi mà chúng ta có chủ ý, chúng ta hít thở, chúng ta đi đứng, chúng ta nói cười, chúng ta nhai nuốt, chúng ta tắm rửa, chúng ta cầm lên để xuống, lặp 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 bằng một cái chủ ý nào đó, thì theo anh thì là chỉ cần một khoảnh khắc thôi, chỉ cần một khoảnh khắc thôi, cầm lên để xuống bằng cái chủ ý gì, tham sân hay là thiện, thiện hợp lý hay là thiện vị trí, thiện hữu lậu hay là thiện vô lậu. Thiện hữu lậu tức là hướng đến kết quả nhân thiên, thiện vô lậu là hướng đến giải thoát nha. Thì chỉ cần chúng ta hít thở, nói cười, ăn uống, nhai nuốt, cầm lên tập xuống, dở bước đạp lạc lạc bằng chủ ý gì, dù nó chỉ là một khoảnh khắc rất nhỏ của sự chủ ý thôi nha. Thì ngay bản chất đó chúng ta đã kết táo tạo ra một thứ mà trong các tiền đàn gọi là tâm tái tuần. Nếu bà con ở đây chưa có quen với chữ này thì tôi dùng một chữ khác nó dân gian hơn, nó là tâm đầu thai. Đây là cái kiểu nói dành cho người chưa có biết cái gì về ăn đạo. Tôi nhắc lại, mỗi khoảnh khắc mà chúng ta hít thở, nói cười, làm việc, dời qua để xuống, dầu bằng tâm thiện ác, thiện có trí, thiện vị trí, thiện hữu lậu, thiện vô lậu, thì mỗi khoảnh khắc đó chúng ta đang kính đáo tạo ra một thức tâm gọi là tâm đầu thai. Nếu tôi hít ra thở vào bằng tâm sơ thiện thì tôi đã kính đáo tạo ra cái tâm đầu thai về nội sơ thiện. Nếu mà tôi làm việc đó mà bằng cái tâm tham tâm sân thì lúc đó tôi đã kính đáo tạo ra cái tâm đầu thai đi xuống. Biết mình thảo có thể chưa? Kệ người đâu mà gỡ mà như tâm không chứ có duyên gì hay không. Rồi thì khi chúng ta làm một việc gì đó mà với cái chủ ý là bà hướng đến trí tuệ, hướng đến chánh niệm, hướng đến thiền định, và bước đạt với chánh niệm chỉ với cái lòng cầu giải thoát, thì đó là chúng ta đã kính đáo tạo ra một cái tâm quả đầu thai để đi về một lòng cao thâm nào đó nha. Cứ mỗi tập lớn nhỏ đều là như vậy ha. Cho nên kết thúc cái loại phẩm thứ tư này, nếu người không ăn đà mà đi coi trên mặt chữ cao cầu giải thích thì e là hơi nguy. Thích thật là gì? Thích thật chính là các tâm đầu thai. Hôm nay sở chỉ có người sinh ra trong đời này đẹp, xấu, thông minh, chạnh chạc đều tùy thuộc vào cái việc họ đã đầu thai bằng tâm gì. Ai không cao thì làm gì biết. Nếu chúng ta làm việc phước mà bằng cái tâm hờ hững thì mai này sinh ra cái mặt cũng là ngắt, chọc lát, không thể cười. Nếu làm phước bằng cái tâm vui vẻ, hào hứng phấn khởi, sinh ra tự nhiên nó vui. Làm phước bằng cái tâm hợp trí với một nhận thức đầy đủ nha, thì sinh ra có trí tuệ nhanh lẹ. Còn làm phước mà với cái tâm mà nó ù lì thì sinh ra cũng được làm người, cũng được giàu, cũng được đẹp mà nó chẳng rì. Người ta một năm ba lớp, một lớp ba hàng năm. Thì qua mọi đời sống của chúng ta nó được, tôi nhắc lại, đời sống của chúng ta nhìn sơ qua thì mình nghĩ rằng môi trường sinh trưởng, môi trường gia đình, xã hội, học đường, môi trường tiếp xúc là, nhưng thật ra nó có một cái chuyện mà chúng ta không ngờ được, đó là tiền nghiệp. Cho nên trong kinh mới nói rằng chú dạy mới nói là có ba thứ chướng, có ba thứ chướng trong cái đời sống của chúng sinh. Một là căm ma văn nát, là nghiệp chướng, tức là mình có trí tuệ thông minh cỡ nào cần biết, mình chỉ cần mình phạm vào ngũ kinh đại tội hoặc tùy theo phạm vào bốn vật trụ là tự nhiên cái là không đắc thiện đại đạo được, gọi là nghiệp chướng. Còn trường hợp thứ hai là phiền não chướng, có nghiệp sự đó là trường hợp thứ hai là quả chướng. Tức là chúng ta thái tục, chúng ta đầu thai bằng cái loại tâm nào
thì chính cái tâm đó nó đã là cái rào cản đầu tiên cho cái khả năng phát triển tâm linh của chúng ta. Ví dụ trong Kinh Di Đà nói chỉ có người đầu thai tập tâm tại quả tam nhân thì mới có khả năng tất cả thiền, còn nếu như mình đầu thai bằng cái tâm nhị nhân mà thiếu cái tín không có đắc đạo bát thiền, cũng có thể cử nhân bác sĩ nhưng mà không có thể chứng được pháp thường nhân nha. Còn những cái loài mà gia cạn gia súc thì nó tái sinh bằng cái tâm quan sát họ xả rồi thiền, có nghĩa là nó chỉ có khả năng đối ăn khác uống mà thôi chứ nó không có suy nghĩ gì hơn nữa nha. Cho nên là tôi nhắc lại, đời sống của chúng ta nó gồm có hai phần. Một là chúng ta thường xuyên sống bằng cái chủ ý gì, chính cái chủ ý đó sẽ tạo ra đầu thai của chúng ta, đó là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai, chúng ta đầu thai bằng cái nội tâm nào thì chính cái tâm đó nó cho phép chúng ta thực hiện những điều gì trong đời sống. Cho nên nó có ba phần trước, một là nghiệp trước, có nghĩa là một nghiệp gì đó nó quá lớn lao trọng đại, nó có thể cản trở cái trí tuệ chức pháp thường nhân. Thứ hai là quả trước, có nghĩa là do cái nghiệp xưa mà chúng ta đã đầu thai tập gì, hoặc là chính cái quả nó tạo ra chúng ta hôm nay bị cái gì đó. Ví dụ như có những người học hành nó tệ nhưng mà bị một cái bệnh kỳ cục, cái biểu hiện bệnh kỳ cục không, ví dụ như suốt ngày cái máu đổ mỡ cứ lên hoài, hoặc là cứ ai chặt cái cần tim mà ăn uống như người ta mà cái cholesterol nó tăng vun vút, ăn uống giống người ta mà đổ mỡ đường nó lên kẹt kỳ, thì cái đó do thông minh cách mấy nhưng mà do tiền nghiệp, do cái quả báo xấu, cái khiến những người này không thể đi xa, không thành đường. Trong trường hợp đó gọi là quả chưa. Và trường hợp thứ ba là khi ly xa không nát, đó là tiền nặng chưa. Ai mà để cho mình sống nhiều một tâm tham, nhiều một tâm sống nhiều một tâm si, sống nhiều với cái hôn trầm thủy niên, sống nhiều một tâm ích kỷ, ghen ngu đố kỵ, là thì cái người đó rất là khó thành tựu thành tựu nhanh. Trường hợp đó được gọi là phiền não chư nha. Cho nên cái loại thực phẩm thứ tư nó chính là thức thực, có nghĩa là cái tâm đầu thai bắt đầu kiếp sống rất là quan trọng. Chúng ta tái sinh bằng tâm nào thì chính cái tâm đó cho phép chúng ta thành tựu hay không thành tựu các pháp tự nhanh. Mà tâm đầu thai đó từ đâu nó ra thì cũng nhớ không, từ sự chủ ý của đời trước. Đời đó chúng ta hít thở bằng cái chủ ý gì, chúng ta ăn uống nhai nước uống bằng cái chủ ý gì, chúng ta đi đứng nằm ngồi bằng chủ ý gì, thì chủ ý đó nó tạo ra các tâm đồ nha. Cho nên chiều nay chứ đã chân về thiền viện chúng tôi cũng quan khoăn cho chuyện bị nói cái gì chứ đi ngang nhà bếp cho nó ok đó là thường ngàn từ. Bởi vì tôi thấy rõ ràng ở bên riêng chúng tôi mới nói thì cái hình ảnh thiền viện Phước Sơn của ông thượng thực phẩm chúng tôi đi không có thành nhạt hơn, tôi không có là hành giả như một chiều nay. Với những gì chúng tôi nhận thấy thiền viện Phước Sơn chúng tôi có thể đào tạo hơn, vì một điều thầy giáo học được nhiều với việc ngủ ngủ quá mất ngủ ba đêm. Cho nên cái gì chúng ta nhìn thấy trong thiền viện Phước Sơn lúc nào là một cái nguồn dinh dưỡng có nhiều cái tập tên tập thương cái việc chúng ta kết hợp thơ, chúng ta có ngồi thiền, chúng ta có thể đi đứng tạp với ai đó, chúng ta sẽ có một cuộc gặp gỡ tuyệt vời một người quen nào đó trong cái quá trình thiền viện của Phước Sơn. Và tất cả những gì chúng ta thấy, chúng ta nghe, chúng ta ngửi, chúng ta cảm nhận được ở đây nó là những thứ mà Đức Phật gọi là thực phẩm. Có một điều những thứ thực phẩm đó nó hỗ trợ nó nuôi lớn cái ác pháp hay thiện pháp của chúng ta thì còn là tùy, nó còn là tùy. Ok, chúng tôi đã nói xong một giờ đồng hồ của thực phẩm, một cái nguồn dinh dưỡng và đó chính là một pháp thoại, một món quà tinh thần để toàn thể các vị đạo, các vị hành giả trong đạo tràng này. Cảm ơn con, cảm ơn chuyện các bạn lắng nghe, cảm ơn các vị hành giả tạo lắng nghe, chúc các vị ngày thật là vui. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chiều nay đã có bốn cái món thức ăn mà được tọa pháp sư đã tặng cho mỗi người chúng ta, đó là bốn thức ăn mà
Cho nên là thật sự là một cái tiếng chuông báo động cảnh tỉnh cho mọi người chúng ta. Như vậy thì ở đây không có ai nói ngày nào cũng ăn, ăn cái xúc thực, ăn cái toàn thực, ăn cái tư niệm thực, ăn cái thức thực. Và khi mình ăn cái thức ăn này thì nó lại quyết định cho cái kiếp sống tương lai của mình. Cái ý mà tự bảo pháp sư cũng gửi cho chúng ta, mà chúng tôi cũng nghe pháp này là mổ ra được một vài điều. Bây giờ mà pháp này tôi có thể dài là pháp sư sẽ là
sinh hoạt về hỏi đáp, hỏi kẻ đáp thẳng. Sao phát sinh hồi hướng? Dạ, thưa Ngài, thì không có học. Nghe theo nghe Ngài nhắn tin đến trên con tay thì con rất là năng nghĩ. Con chưa có nghe giảng hết, cũng chưa có học trên hết, nhưng mà ở trong sách của Ngài Tu Ti á, thì Ngài có biết là có bốn cái hạng người mà có thể phát triển trong giáo pháp. Thì cái hạng thứ còn mày con nhớ, còn cái hạng thứ tư thì con thấy có vẻ như là phù hợp với cái tâm tánh của con, đó là chỉ cần nghe giáo pháp cho tới khi trí tuệ được khai mở. Thì con mong Ngài có thể giải thích cho con về vấn đề này. Nghĩa là những cái vị mà chúng ta cùng nhau là có khi bố thí được giải phóng xuất gia khi mang bát và họ lên đường lên túi tiểu bậc tăng khổ trải đối với khi tập ăn cưa lăn chúng ta bước được bước cùng nhau hẹn được là ni dù còn hẹn thứ tư tức là ba la tam mu có nghĩa là cái hẹn này dù cũng lòng tâm tại đi nữa thì cũng chỉ là là từ dương thôi, và nhiều lần mình có nói rồi, mình chưa uống cà phê thì dầu mà gặp một vị sách ngàn trang về cà phê không cách nào biết được hương vị cà phê không bằng, không có gì tốt hơn là nhiều lần lấy một cà phê khoảng một vị biết cái hàng thứ tư cũng vậy. Thứ tư này đó là cái khả năng họ tối đa là chỉ biết được Phật pháp qua những gì họ nghe và bằng mắt bằng tai. Không có khả năng thể nghiệm và thực tiễn, đó là một cái mà tuy nhiên là một họ thể và chưa gì hết trong bằng cái đã tu tập cái tâm tự tin thì em có bởi vì vị thiền sư biết thì nói thế này, đừng có vội cho rằng mình không đủ duyên mà mình cứ tận mình đi, đó phải đâu chúng ta chứ chưa gì hết do không khả năng cái thương không phải như vậy mà là vì con khi con bước vào giáo pháp thì cái mong mỏi của con là muốn hiểu là thầy Đức Phật này dạy cái gì, và bởi vì con không biết được là khi con bắt đầu đọc kinh thì con đọc tiếng Việt con cảm thấy là con thể hiểu rõ ràng mà con không biết đâu một bước là có ai đó dạy kinh từ đằng Bali thì giúp cho mình, thì sau đó thì con được nghe thầy giảng nên con bắt đầu nghiên kỹ. Rồi bởi vì bản thân con khi mà con trong cái việc hành thiền thì con cảm thấy cho tới bây giờ với cái của con thì con cảm thấy là cái việc đó nó có thể nói tới bây giờ thì nó không có giúp ích gì cho con cả. Dạ, mà trong cái việc nghe giáo pháp, ví dụ như vừa nghe cái bài pháp này của ngài là nghe lại trong ngày vừa giảng cái trong cái bài kinh tự tập thì con lại cảm thấy nó giúp ích cho con rất là nhiều. Cái con đã tạo sự tin tại vì con chỉ muốn xác nhận lại cái thông tin mà ngài đã biết. Chiếc xe đó được gọi là chiếc xe là người gắt có cụ tuần tác lại chứ còn không bao giờ có cái gì mà có cụ
được gọi là một ngày. Thì trở lại cái câu hỏi của thầy, thầy Hoàng, thật ra cái tư tưởng tác phong của ngài Văn Thọ đấy nó được phát triển từ hai cái bài kinh tại không phải biết của Trung Bộ đã đặt rồi, và một phần lớn đã đi cứ vào những cái bài về đi cứ vào cái giáo lý duyên khởi của Phật. Thì trong giáo lý duyên khởi của Phật chúng ta thấy sẽ nhận ra không hề có ai chịu khổ mà chỉ có khổ thôi, không có ai tạo ra khổ mà chỉ có nguyên nhân sinh khổ thôi, không có ai chịu khổ mà chỉ có cái sự chấp dứt khổ, không có ai hành trì mà chỉ có cái sự hành trì nha. Cho nên ở đây theo tinh thần của ngài Văn Thọ thì ngài cũng nói thuận được tinh thần vô ngã của Phật pháp, đó là tôi nói chậm lại, từ xưa đến giờ cái biết đạo thấy mình đẹp giàu giỏi mình bẩn biết đạo rồi, thấy những thứ đó là những thứ tào lao, cho nên giờ tôi biết những giá trị khác, tôi giờ tôi trí tuệ nhiều, tôi giới hạnh nhiều, tôi thiền định nhiều, và hôm nay hiểu lý vô ngã bằng tôi. Tức là mình mua cái này mình bắt cái kia, bắt không ai đẹp bằng tôi, không ai giỏi bằng tôi, còn bây giờ không ai hiểu giáo lý vô ngã bằng tôi. Trong khi đó vốn dĩ không có cái gì làm tôi thì làm gì có cái của tôi. Tôi nhớ được một lớp học ông Pháp Sư, ông dạy cho một đạo đệ tử nói thế này, tôi đã nói cho các vị rồi, tâm thức của chúng sinh chỉ gồm một thứ thiện ác buồn vui, và cái gọi là vật chất chỉ gồm bốn thứ đất nước lửa đó. Vậy thì bằng vào những gì quý vị đã nghe tôi giảng, các vị tăng sinh tăng ni Phật hãy tìm cách chứng minh cho tôi thấy rằng cái thế này không tồn tại. Thế mà mọi người trong đó đều ghi nhớ theo hành đạo theo triết học này triết học kia, ghi để tên họ, chỉ có một cái ông sư ngồi cuối góc nó ngang bên xuống một không biết gì hết, cuối cùng cái đem lại cái bản tập đọc cho thầy, thầy vừa đọc cái đọc thầy sẽ tìm người là thuộc về thầy sư này. Tại vì sao? Là vì các kia thì các chứng minh là cái ghế này được làm từ một tại hai này một tại trở về không lo khi ông sư nhận đây là của thầy, thầy muốn con chứng minh cái ghế nào là đấy. Có hiểu không? Đó là cái của bắt đầu, cái từ của bắt đầu chúng ta nghe cô chỉ có cái ghế nào rồi thì cần gì chứng minh cái gì đừng làm tôi sợ đấy chứ. Cho nên cái tinh thần vô ngã và bắt cái gì đơn giản là không hề có chiếc xe trên tâm phụ tục và trên đời này không có cái gì mà nó có thể một mình nó mà tồn tại, mà không cần đến vô số những điều gì những thành tố họ hỗ trợ lên, thì đó chính là lý vô ngã. Và cái biển trung quán hay là tinh thần tất không của giáo lý của ngài Phật họ hoàn toàn được lập cứ được y cứ trên cái giáo lý thiên thời của Phật giáo Trung Hoa. Cho một câu hỏi cuối cùng thôi để xong.